Mã là 02 ạ. 100k và mã là 02 nhá. 100k mã 02 này. Size L, nữ size L. Rồi 02 em để chị Phương Thanh nhá. Phương Thanh có mặc vừa cái này không? Cái này nếu mà nữ thì tầm size L đổ lên mặc được. Đấy chị Phương Thanh ạ. Size L ấy. Chuẩn nhất là size L nhá. Chết tiếc em ghi là size L này. Nam mặc được nhưng mà nam khoảng tầm size S thôi chị Phương Thanh ạ, mới, khá là mới. Nam size S thôi chị nhá. Tiếp này, lóa quá. Đây có cái này cũng hay. Chất vải đằng trước của nó là chất vải van à? Van, ok van. À, đằng sau của nó là chất vải cốt tông này, màu trắng trơn luôn. Rồi, cái này kiểu dáng free size, dáng dấu quần. Thì cái này em để giá ở đằng bên trong này. Bên trong của nó cũng là cái chất như đằng sau, nói chung là một cái phông trắng xong nó táp thêm cái miếng vải van đằng trước này. Đấy. Thì cái này khoảng tầm hết cỡ rơi vào 65kg nhá. SML để mặc được thì này em để giá là 100k. Mã là 74 ạ. 100k và mã 74 nhá. Hơi lóa thì mình sang một chút xíu này. 100k và mã 74 ạ. Áo xanh gì Trần nhá, cảm ơn chị nhiều ạ. Xem chị 66kg vừa không? À 66kg á. 66kg thì phải tầm dơ size M rồi. 66kg mà khoảng tầm 1m7 là dơ size M rồi nhá. Tao dơ lại cái áo xanh vừa nãy chị xem nào. Đấy một chút này. Mặc được ý chị Phương Thanh ạ. Khá là rộng. Mặc được đấy. Ok nhá. Được đấy chị Phương Thanh ơi. Ok. Size M mặc được. Rồi. Tiếp thêm cái này nữa này, cái này màu xanh rất là mới luôn, màu xanh xanh coban mới nhá. Rồi, cái này thì cũng khoảng tầm rơi size M giúp em này. M khoảng tầm 53kg đổ lên hết cỡ 58 nhá. Speed được một chút xíu nhưng rất là khỏe khoắn luôn. Ai mà da trắng mặc cái màu xanh coban này thì nhất luôn rồi. Giá là 100k và mã là 74. À nhầm, dạ giá là 100k và mã là 70 đi. 70 nhá. Cái kiểu chị Nga Trần em. Không, cái trắng đen. Rồi tiếp thêm cái màu này khá là cá tính, khá là Hàn Quốc luôn. Form cũng rất là Hàn Quốc và chất vải khá là nhẹ nhàng, thấm hút mùi tốt mọi người nhá. Đây mà cái này rất là mát luôn. Phần tay này. Giá là 100k, hết cỡ 60kg đổ lại. 100k và mã là 09 nhá. 100k và mã là 09 ạ. Mày giỏi. 18 đúng rồi mà. Cái thằng này á? Cái thằng này. 19 20 nhá. 12 ngày nữa là rất thôi, tuần sau thôi. Mày giỏi. Mày nghỉ sớm.
Nguyên nhân của gì ạ? Mày đi đi tao biết. Ôi thôi, chỗ này chẳng có chỗ để chơi em. Nhà đầu tư LC đó, đầu tư khá ok. Chị đi cùng với tổ rồi nhỉ? Chưa. LC cũng khá đầu tư đấy. Rồi, tiếp theo một cái này nữa là một người này, một cái em phông trơn màu đen cũng khá là ok. Đó, độ dài thì cái này cũng có thể mặc dáng dấu quần cũng được nhá. Mặc quần shorts này dáng dấu quần à, rất là mới luôn. Cái này thì khoảng tầm size sẽ size M, size L, mặc được hết ở 60kg nhá. Giá là 100k và mã 10 ạ. 100k và mã 10 này mọi người này. 100k mã 10, có ai ưng thì comment luôn giúp em này. Rồi tiếp theo. Ôi, cái này hay nhở. Đây, nó là kiểu dáng dấu quần. Cái này dành cho các mợ size XL trở lên nhá. Size L thôi, chỉ cần size L đổ lên thôi. Đấy, cái này cũng khá là ok. Ôi này, size L đổ lên nhá. Cái này khá là xịn sò luôn, bởi những cái đường đá của nó rất là chắc chắn, kiểu sáng, đá rất sáng luôn. Mới, đây đằng sau ạ. Cái này các mợ mặc ở nhà này, kiểu bầu bí cũng bon chen được luôn nhá. Rồi, rất là mới, cái này em để giá 100k. Mã là 76 ạ. 100k và mã 76 nhá. Đây ạ, 100k và mã 76. Thêm một cái của Gildan này. Cái này của Nga Trần đúng không? Đúng rồi. Cái này của Gildan mọi người nhá. Ủa, sao là cái phong Mỹ ở đây nhỉ? Màu mama rồi. Chị có đọc tư này. Đọc em chỉ đánh màu cam nhé. Cam đi. Đây có một em phong đây. Cái này thì khoảng cái đen màu của nó cũng màu xanh này, hơi pha xanh một chút xíu, một đen xanh nhá, xanh đen. Các chị em sovin vào cũng khá là cá tính. Thì cái này em để giá 100k này, mã là 36 á. 100k và mã 36 nhá. Mọi người có muốn xem thêm quần váy, chân váy gì không thì các chị em comment luôn cho em này. Sau đây thì em sẽ lên một chút chân váy và quần váy nhá. Thì mọi người xem hoặc là sơ mi cũng được. Nói chung là các chị em muốn xem cái gì thì mọi người comment luôn cho em nhá. Đó, xong phông này. Phông thì em cũng xong rồi đấy. Phông thì em xong rồi đấy. Thì các chị em muốn xem thêm phông cũng được, em vẫn còn phông. Nhưng mà trong khi livestream thì các chị em muốn xem thêm cái gì thì mọi người cứ comment cho em, thì em sẽ cho mọi người xem luôn nhá. Đấy, như đã hứa đến cuối livestream, cũng không phải là cuối đâu, nhưng đến khoảng tầm 2/3 livestream rồi, thì em cũng muốn là lên thêm một cái vài mặt hàng khác nữa để các chị em có thể lựa chọn được, ngày đang cần thì lựa chọn được nhá. Đấy, thì cái này giá em hãy nhắc lại giá của cái này 100k và mã 05 ạ. 100k và mã là 05 nhá. 100k và mã là 05 ạ. Các chị em đợi một chút xíu, em sẽ tắt livestream đi và sẽ bật lại ngay, để thì trong khi đấy cái livestream sau thì em sẽ livestream nhiều mặt hàng hơn nhá, chẳng hạn như chân váy, quần váy, sơ mi cũng có. Chị em tí vào lại luôn với em nhá.